Hello anh em, lời nói đầu tiên Hiệp Trương xin chúc tất cả anh em ha vạn sự như ý và thành công trong công việc. Hôm nay ngày 18 tháng 8 năm 2019 nha anh em. Em được về được 4 phôi mai vàng, xin ra mắt giới thiệu với anh em ha. Giá mềm không nha anh em. Trong đó có một phôi là thăng lắc, tai cành đẹp, đế nồi đẹp nha anh em. Nó có cây dán thú, dán trực, bonsai đế nôm à. Thôi em quay chi tiết cho anh em xong rồi em báo giá và thông số sau ha. Cây số 1 là thăng lắc lông dáng tai cành đẹp nha anh em. Đó, cái mã số 1 nè. Tai cành này nhanh chơi nha anh em. Rồi nó quay chi tiết sơ bộ cho anh em ha. Đế nè, đế một nồi luôn nha anh em. Giá mềm phải chăng ha. Anh em nào có yêu quý Hiệp Trương thì bấm đăng ký kênh nha anh em, để anh em mình đón nhận video mới để kết nối đam mê ha. Ồ, tai cành này nhanh chơi lắm nha anh em. Đế nồi ha. Số 2 là dáng thú ha, thú gạt luôn anh em. Số 3 là thăng trực hoành lớn ha, thăng trực hoành lớn cũng nhanh chơi đó nha anh em. Số 3 là đế nôm đặc hết trơn anh em. Em quay chi tiết lại cho anh em ha. À, cây số 1 rồi anh em. À, cây số 1. Cây số 2 dáng thú. Cây số 3 hoành lớn, hoành 40 đó. Cây số 4 đế đẹp anh em, nôm đẹp. Giá phải chăng. Cây mã số 1. Mã số 1. Thăng lắc tai cành đẹp. Cây mã số 1 hoành 32 cao 45. Cây mã số 1 hoành 32 cao 145 nha anh em. Giá 4,5 triệu. Đó, cây mã số 1 hoành 32 cao 145 giá 4,5 triệu. Cây mã số 2 hoành 29 cao 48 giá 3,5 triệu nha anh em, dáng thú, mã số 2 dáng thú ha. Hoành 29 cao 48 giá 3,5 triệu. Cây mã số 3 thăng trực tai cành đẹp ha anh em. Giót lọt. Hoành 40, hoành 40 cao 74 giá 3,3 triệu. Hoành 40 cao 74 giá 3,3 triệu. Cây mã số 4 hoành 29 cao 52 giá 1,8 triệu nha anh em. Vậy được 4 phôi ha. Rồi để quay sơ bộ cho anh em từng cây ha. Rồi anh em mà có yêu quý Hiệp Trương thì bấm đăng ký kênh nha anh em, để anh em mình đón nhận những video mới ha anh em. Cũng Hiệp cũng xin cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ em ha. Rồi. Cảm ơn.